đồng rồi nè. Đó, đồng mấy trời luôn rồi. Em Minh cầm gỗ đi, em mới để gỗ xuống hái hộ đi em. Để gỗ vô trong này nè, để đường xe chạy sao. Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh Kiểm Kha và gặp lại ba cha con của mình. Hôm nay thì chúc cả nhà luôn vui, luôn khỏe và đừng quên chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ nha. Hôm nay thì gặp lại cả nhà, thì ba cha con mình tiếp tục với cuộc sống miền quê. Đó là ba cha con bữa nay hôm nay đi hái nhãn lồng. Mời cả nhà theo dõi nha. Mấy bạn nhỏ thì rất là thích nhân lòng chín và cái trái này nó không có ấy rồi coi. À, nó bị chim à. Mấy bạn nhỏ thì rất là thích nhân lòng chín và đi hái nhân lòng thì bạn nào cũng thích. Ơi. Đây coi coi trái này có chín không? Mình hái đồng nhân lòng về luộc ăn. Trời ơi, trái này. Đây trái này chín nè. Đây mấy bạn coi coi. Chưa hái đọt. Ngồi về mẹ đánh đòn ba cho con, không lo hái đọt mà lo mẹ cái nhân lòng chín không. Mẹ đánh đòn. À đi nữa rồi cha. Cái này cũng bị chín ăn nè. Rồi đây đúng rồi cái này. Ô oh, hai trái chín luôn mấy bạn ơi. Cái này thì thường thường nè, ăn chua tôi toàn té đáy luôn. Thằng Bin nó ăn chua giỏi lắm, ăn luôn dở. Ở chỗ này bữa nay trái nhiều hơn cái chỗ của đó ha, chỗ của đó thì mấy chim ăn hết trơn. Đây nè, trái chín nhóc hết trơn luôn. Đây nè, đây nè, mấy bạn nhỏ để vô gỗ đi. Một Bin bưng gỗ đi. Mẹ lấy. Đây nè nè, cha ơi. Cha hái đọt con hái trái đi. Đây nè, không quên. Lại cho chị ơi. Quá tàu chứ chín luôn rồi Bin ơi. Nè như chín nhóc hết trơn. Cái này bỏ đi. Bỏ đâu chín rồi mà. Chín rồi. Ra nó này chín hả nè mày héo rồi. Gì nè, hả? Thằng Bin nó bỏ cái lá héo mà. Nè nè trái chín nè. Nè bảy. Bữa nay công nhận. Ơ trái chín nè, trái chín nè, trái chín nè, trái chín, trái chín, trái chín, trái chín, trái chín, trái chín. Nè đồng chí, mà đồng chí. Ai, ai đúng rồi. Trái chín của con đây nè. Cái chỗ này nó có trái chín nhiều quá, nó không bị chim ăn nè. Dạ tại vì nó lấp lá chào nhiều. Non nó cũng nhiều nữa nè. Đây nữa nè, con hái còn thấy một trái chín ở đây nữa nè cha. Nè bên bên. Chim ăn không cha? Không, còn nguyên đó nè, nè bên chỗ này nè bên. À. Ô con này. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Đó đây. Một đại luôn. Đây đây. Ở đó. Đây đây. Cha cha đây chín không? Không lo hái đọt mà lo hái cái lòng chín không. Hái những lòng chín về cho mẹ chưa té đất mình. Đây nè, con xin đi qua đây. Ra đi từ từ thôi, đậm chơi rồi thôi cho hái rau. Nè, nè. Cái này nè, chín nhóc hết trơn. Nó có còn nguyên nhóc á. Wow, wow. Nè nè nè. Nè nè, con hái được trái này nè. Quá trời ông Bin nè. Ông Bin cái miệng ông hết hồn. Ôi đi nè cha. Đó giờ chắc ông không thấy chứ chín nhiều. Giờ ông thấy ông ham. Nè nè nè. Wow, con trái.
Về nhà hang, về là nhà rửa hang đây nè, đây nè, chín nhóc đây nè. Trời ơi, nó giờ không gặp ham. Không biết nó ham rồi. Sao rồi ta? Nè, đi ra đi, để cho đi trước cái hai đọt. Đi trước đọt, để tôi nha. Để tôi đọt. À, con con. Đồng chí ơi. Trời ơi, một đàn, một đống ở đây nè miếng. Đây nè, đồng chí đi đâu đây nè. Ui. Ồ, nhìn trong. Cái đó là con tìm thấy trước cha luôn rồi. Con người thấy trong kẹt này nè. Đây. Hello mọi người. Đây, 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 đây nè, các bạn ơi, nè, nè, nhường cho các bạn hái nè, đó, đó, Hồng Vinh. Hồng Vinh. Ui. À, Hồng Vinh nó thích thú rồi. Trời ơi, đây nè. Nữa rồi. Cây cỏ nè cha. Cỏ măng đâu, chim măng này là chim gọi luôn. Con mới cái hồi nãy nó chim măng á. Con mà chim gọi luôn hả cha? Cha mới cái này nó chim măng nè. Cha, con mới cái này là chim măng nè. Ờ. Con đừng đi xuống dưới con. À. Chào ước hay đi hái cái lá. Cái gỗ đâu? Kia. Lấy cái kia. Cái này hả? Để chị rồi đưa gói đó cho đựng nè. Gói đó cho đựng cho. Nè mát không? Mát, mà con lỡ trên cao lỡ về với cuộc sống miền quê thằng Bi nó hái trái non. Ôi, bị dính chân luôn rồi. Thằng Bi nó hái trái non hả? Nè, thằng Bi nè cha, nhiều quá. Thằng Viên nó lo nó lăng xăng hết. Nó là cô biết nó gặp chi chín nó mừng. Nè đây nè Viên. Trời ơi, nè chết rồi nè. Cha ơi, cái này thúi rồi. Hồng hồng đâu có, hồng hồng giống gì nè, mới chín rồi, hồng quá nó thúi. Tờ ông bẻ ra ông coi thử. Cái hồng chi chín là gì đó, nè mở ra nè. Nè, đâu bị thúi thấy không. Nó vậy là về rửa ra. Còn trái này là sắp chín nè. Rồi đi các bạn ơi. Nãy giờ hái một cổ luôn rồi. Hái được những lòng được nhớ nắm. Mình sẽ chín một cổ đi Huy ơi. Bây giờ nãy giờ mình hái cái chỗ này xong rồi chuyển cái chỗ khác đi. Nè bằng bên bưng gỗ đi, bằng bên nhiệm vụ của bằng bên bưng gỗ, bưng tinh tế nha. Khỏi, chứ mà bưng cây nè. Ê trời ơi, hai bưng cái kiểu gì đâu. Đi con ơi. Bây giờ ba cho con mình lại nó kia đi, chỗ này mình hái hết rồi nè, chị hai cầm gỗ đi. Đây. Ba mẹ cái chín nè. Sao cái chín mà nó màu xanh con trai? Chín người ta màu hồng. Nè, đây là chín.
này hình như thấy tình hình như đang chuẩn bị mưa đó mọi người ơi. Ba cho con tạm thời mình xin con thấy con cũng hơi lạnh luôn rồi đó. Ba cho con tạm thời xin kết thúc video ở đây đi, cả nhà đi đục mưa mới được. Hiện tại mưa lái phái đầy hộp rồi. Chào tạm biệt cả nhà nghe, chúc cả nhà luôn vui luôn khỏe và chia sẻ đăng ký kênh ủng hộ ba cho con nghe. Bye bye nè ba cho con nè. Bye bye Vin ơi. Bye bye. Rồi, lại đi.